Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ Rolex. Hôm nay đồng hồ Rolex của chúng tôi review giới thiệu với 500 anh em 5 mẫu đồng hồ Casio nữ với phiên bản là mặt màu đen, dây vỏ màu bạc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một ngay bây giờ anh em nhé. Rồi, tiên trước mắt anh em, đây là một mẫu đồng hồ Casio nữ rất là yêu này. Đây là một mẫu đồng hồ có mã là LTP V005D 1B2 UDS và giá là 803.000. Anh em mua online chúng tôi sẽ sale cho anh em 10%. Và đây cũng là cái tem chống giả này và là thẻ bảo hành chính hãng luôn. Cho nên anh em mua thì hoàn toàn yên tâm nhé, không lo lắng gì về hàng nhái hàng giả ở đây. Thì chế độ bảo hành của mẫu đồng hồ này là được bảo hành máy 1 năm và pin 18 tháng. Thì mẫu đồng hồ này cũng như là 4 mẫu đồng hồ trên đây đều là dây và vỏ là thép 316L, mặt kính khoáng. Độ chứa nước là 5ATM, cho phép anh em đi mưa rửa tay thoải mái luôn. Vâng, về thiết kế của mẫu đồng hồ này tôi đánh giá cũng rất là đẹp luôn. Về bộ kim số thì được điểm dạng quang đây anh em này. Đấy, để sáng vào ban đêm cho anh em. Ban đêm đây, đấy, xanh xanh đây anh em này. Đấy, và phần cọc số thì được điểm giữa số La Mã ở cọc số 12 giờ và số 6 giờ. Ngoài ra là vạch số, được thiết kế cũng rất là trẻ trung, dành cho anh em nào đeo văn phòng nhé, anh em nào học sinh, sinh viên, công nhân, anh em làm văn phòng thì đeo mẫu đồng hồ này nó rất là ok luôn. Nói chung là mẫu đồng hồ này cũng như là 4 mẫu đồng hồ này thì của thương hiệu Casio thì nó gọi là nôi đồng cối đá rồi, cho nên là anh em hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của đồng hồ Casio. Nhiều người đeo 5-10 năm là chuyện bình thường, nó không có vấn đề gì cả, nó cũ đi một chút thôi nhưng nó vẫn còn rất là tốt. Rồi bây giờ tôi sẽ đo cái size mặt cho anh em để ướm lên tay mình anh em nhé. Rồi, ta sẽ đo phần đường kính nào. Đường kính của em nó là 28.3, cũng rất là hợp lý. Và độ dày là 7.6mm, thì cũng rất là hợp lý luôn anh em ạ. Về cái đường kính này, dành cho chị em nào có cân nặng khoảng tầm 45 cân đổ lên và khoảng 70 cân đổ xuống thì đeo mẫu đồng hồ này rất là ok. Gần như là phù hợp với tất cả các cổ tay của người Việt mình. Nó cũng rất là dễ đeo luôn. Ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này. Cổ tay khoảng tầm 14-15 trở lên là đeo rất ok rồi anh em ạ. Sang đến mẫu đồng hồ thứ hai. Trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ cũng được thiết kế cũng khá là đẹp luôn. Đấy, rất là thoáng, mặt dial màu đen này, rất là thoáng. Dây vỏ thép là 316L, mặt kính khoáng, độ chứa nước 5ATM, cho phép anh em đi mưa rửa tay. Và mã của em nó đây. LTP V005D 1B UDF, giá là 803.000, cũng rất là hợp lý luôn anh em ạ. Và mặt sau của em nó đây, mặt sau của em nó thì bao giờ cũng có tem chống giả của anh Huy Quát và các thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này. Đấy, khóa của em nó là khóa gập ba, có logo sắc nét của Casio đây anh em này. Cái hàng chính hãng thì anh em phân biệt về cái tên thương hiệu này được khắc rất là sắc nét này. Và ngoài ra mặt số cũng rất là sắc nét, không lem nhem một chút nào. Đấy thì là anh em phân biệt hàng chính hãng là như vậy. Ngoài ra thì nó có chế độ bảo hành các thứ đầy đủ. Ví dụ là mẫu đồng hồ này là được bảo hành máy 1 năm, pin 18 tháng, hãng luôn. Vâng, và đây là cái thẻ bảo hành điện tử, kích hoạt điện tử luôn cho anh em nhé. Rất là ok. Mẫu đồng hồ này cũng dành cho những chị em nào đeo văn phòng, học sinh, sinh viên, công nhân, ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này. Và giá thì vô cùng hạt rẻ, có dưới 1 triệu là anh em đã sở hữu ngay được một mẫu đồng hồ tuyệt vời này rồi. Thì anh em mua online chúng tôi sale cho anh em 10% nữa, còn khoảng 730.000 thôi anh em ạ. Quá rẻ đúng không ạ? Quá rẻ luôn cho một mẫu đồng hồ chính hãng như thế này. Mẫu đồng hồ thứ ba. Đây, trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ tuyệt vời, rất là tuyệt vời luôn. Thì mẫu đồng hồ này có mã là LTP 135D 7 VDF và giá là 1.607.000. Thì anh em mua online chúng tôi cũng sale cho anh em 10% nhé. Vâng, tại sao cái mẫu đồng hồ này nó lại đắt hơn so với hai cái mẫu đồng hồ trước? Vì đơn giản thôi. Bởi vì cái mẫu đồng hồ này có lịch anh em ạ. Đây này, thứ và lịch ngày đàng hoàng ở cọc số 3 giờ truyền thống. Và được thiết kế cũng tỉ mỉ hơn, cho nên cái giá thành của mẫu đồng hồ này nó cũng đắt hơn, đó là lẽ đương nhiên rồi. Thì về chất liệu các thứ cũng đều là thép 316L, mặt kính khoáng, độ chứa nước 5ATM và bảo hành máy 1 năm, pin 18 tháng. Rồi, giá của em đó là 1.607.000, anh em mua online cũng sale cho anh em 10% nhé. Rồi, ta sẽ đo cái size mặt của em đó nè. Đây, size mặt của em nó là 29.6, gọi là 30 đi. Độ dày nè. Độ dày là 8.9. Thì về cơ bản thì mẫu đồng hồ này to hơn so với hai mẫu đồng hồ trước một chút. Và dày hơn một chút.
Thì dành cho anh em nào mà thích nó khỏe khoắn mạnh mẽ thì tôi nghĩ là đây là một mẫu đồng hồ đeo văn phòng cũng rất là hợp lý luôn, rất là hợp lý luôn cho anh em. Và anh em nào muốn có nhu cầu đeo một chiếc đồng hồ nữ dưới 2 triệu mà mặt màu đen và chất liệu mọi cái nồi đồng cối đá thì tôi nghĩ đây là một mẫu đồng hồ vâng anh em nên lựa chọn để mua cho mình hoặc là tặng người thân anh em nhé. Vâng, mẫu đồng hồ này thì cũng dành cho anh em nào có cân nặng khoảng tầm 45 cân đổ lên và khoảng 70 cân đổ xuống thì đeo mẫu đồng hồ này rất là ok. Mẫu đồng hồ này nó là mẫu đồng hồ quốc dân rồi cho nên là rất là dễ đeo luôn, rất là dễ đeo. Anh em lựa chọn cái mẫu đồng hồ này cũng rất là nhiều đấy, cho nên là anh em ưng thì tốt luôn nhé. Từ nào trước mắt anh em đây cũng là một mẫu đồng hồ được thiết kế khá là đơn giản, mặt dial là màu đen, dây vỏ thép màu bạc và là thép 316L, mặt kính khoáng độ chuyển nước 5 ATM cho phép anh em đi mưa rửa tay thoải mái luôn. Mã của em nó đây, mã của em là LTP 1303D 1AVDF, giá là 1.243.000 thôi. Để anh em mua online chúng tôi cũng sale cho anh em 10% nhé. Thì đây cũng là một mẫu đồng hồ đeo văn phòng, anh em nào thích đeo văn phòng đấy hoặc là công nhân, học sinh, sinh viên ai cũng có thể đeo được mẫu đồng hồ này, rất là dễ đeo luôn và giá thành thì cũng rất là hạt rẻ, hơn 1 triệu một chút là anh em có thể là mua được một mẫu đồng hồ xinh đẹp như thế này rồi. Vâng, tôi sẽ đo cái size mặt nói cho anh em xem. Size mặt của em nó là 29 này và độ dày là 7.6. Vâng, mẫu đồng hồ này thì cũng giống như những mẫu đồng hồ khác thôi, cứ bạn nào có khoảng tầm 45 cân đổ lên và khoảng tầm 70 cân đổ xuống thì đeo mẫu đồng này rất là dễ đeo luôn, không có gì là khó khăn trong việc đeo mẫu đồng hồ này cả, nó rất là dễ. Đây ta có thể chiêm ngưỡng về cái hình thái của em nó này, khóa đây, khóa gập ba đây, logo sắc nét của Casio đây đó, khóa gập ba đây, mặt cạnh em nó đây, núm nước này rất là đẹp luôn, cực kỳ trau chuốt luôn, cực kỳ là tinh xảo luôn. Thì về phần dây và vỏ thì đây, phần dây thì được mạ đánh xước ở hai cái viền bên hai bên và ở phần giữa thì được đánh bóng để là tạo dáng cho mẫu đồng hồ này nó thêm cái phần sinh động hơn. Mẫu đồng hồ thứ 5 trong buổi review hôm nay cũng là mẫu đồng hồ cuối cùng trong buổi review. Rồi trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế là mặt dial màu đen này, dây thợ vỏ là thép 316L, mặt kính khoáng độ chuyển ước 5 ATM, bảo hành là máy 1 năm và pin 18 tháng sẽ ảm luôn. Rồi ta sẽ xem mã của em nó nè, mã của em nó là LTP V005D 1AUDF, giá là 803.000. Mẫu đồng hồ này thì cũng giống như hai mẫu đồng hồ trước, giá của em nó đều là 803.000 thôi, quá là rẻ luôn. Anh em muốn like thì chúng tôi sale anh em 10%, chỉ giá cũng còn khoảng tầm 730.000 gì đó thôi anh em nhé. Chỉ bằng một nồi lẩu là anh em có thể mua được một chiếc đồng hồ Casio chính hãng cho mình hoặc là tặng cho người thân rồi. Thì tôi nghĩ đây là một mẫu đồng hồ anh em nên mua anh em nhé, quá tuyệt vời luôn, rất là dễ đeo. Rồi tôi sẽ đo cái size mặt em nó cho anh em coi. Đây, size mặt của em nó là 27.9. 27.9 thì có nghĩa là nó khoảng tầm 2, cứ cho là 28 đi. Rồi, độ dày. Độ dày của em nó nè. Độ dày là 7.6, độ dày 7.6 thì gần như là bằng 4 mẫu đồng hồ này. 4 mẫu đồng hồ này đều là độ có độ dày giống nhau. Thì nó 7.6 là một chiếc đồng hồ rất mỏng đấy anh em nhé. Nó rất là hợp lý luôn, bởi vì người ta không thể thiết kế mỏng hơn được. Như thế này là rất hợp lý luôn, mà đeo lên tay thì nó mới hợp với cổ tay anh em, mỏng quá thì cũng không được mà dày quá thì cũng không đẹp lắm. Cho nên là với kích thước 7.6 này thì tôi nghĩ là rất phù hợp với cổ tay của người Việt mình luôn. Rồi thì cũng như những mẫu đồng hồ trước thôi, đây là một mẫu đồng hồ thiết kế cho anh em là đeo văn phòng. Đấy, đeo văn phòng học sinh, sinh viên, công nhân đeo một mẫu đồng hồ đơn giản thì tôi nghĩ đây là một mẫu đồng hồ không nên bỏ qua rồi, nó rất là phù hợp với đối tượng là anh em như vậy. Vâng, về mặt mặt đáy của em nó đây cũng là có tem chính hãng của anh Phiwatt này. Đó, đây tem chống giả đây, tôi cũng không cần mở ra cho anh em xem làm gì nữa bởi vì anh em cũng nhìn thấy rồi. Vâng, nhiều khi thì anh em cũng rất là phân vân mà mua đồng hồ tại giờ watch của chúng tôi thì không biết là có phải hàng chính hãng thật hay là chính hãng giả. Thì bây giờ tôi cũng có thể cho anh em xem một chiếc bằng của bên hãng cấp cho giờ watch chúng tôi đây. Đấy, đây là một chiếc bằng chứng nhận anh em nhé. Khi mà tôi đã trưng cái bằng lên YouTube như thế này, thực sự là chính hãng thì tôi mới có thể đưa lên được như thế này. Anh em xem những cái đơn vị bán hàng nhái hàng giả thì có ai dám đưa một cái bằng chứng nhận lên như thế này không? Đấy, tôi nghĩ là không thể làm được điều đấy rồi. Rồi, thì đây, đây là một chiếc bằng chứng nhận của anh Khuê Watch, nhà phân phối đồng hồ Casio này tại Việt Nam.
cấp quyền đại lý cho The Watt đây. Đấy, có chữ ký của chủ tịch Nguyễn Xuân Dũng đây. Đó, chót anh em nhé. Đấy, có thời hạn giá trị đầy đủ đấy. Rồi, hiện nay mà bảo anh em bảo là không tin tưởng nữa thì tôi cũng không biết là nói như thế nào hơn. Vâng, hiện tại thì sản phẩm đang bán tại hệ thống đồng hồ The Watt anh em này, có địa chỉ tại tầng G trung tâm mại Lerden này. Đấy, đường Mỹ Trì, Mỹ Đình, Nam Tiền Liên, thành phố Hà Nội, tầng hầm Đức Chi Giao với cô Long Biên này, số 79 đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Và có website. Vâng, ví dụ chẳng hạn như trong 5 mẫu đồng hồ này, anh em tôi không thích, tôi thích mặt màu trắng cơ, tôi thích mặt màu vàng cơ. Đấy, thì anh em có thể lên website của chúng tôi để xem những mẫu đồng hồ khác anh em nhé. Đấy, ngoài ra để có số hotline ở đây, anh em có thể gọi điện trực tiếp để chúng tôi có thể gửi sản phẩm qua Zalo cho anh em xem. Và ưng thì anh em có thể là chốt luôn, anh em nhé. Rồi, đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có một chiếc hộp chính hãng này. Đây là một chiếc hộp chính hãng của Casio Watt này. Đấy, đây là một chiếc hộp để mà đựng sản phẩm này gửi cho anh em. Đây là một chiếc hộp chính hãng nhé, tôi nhấn mạnh là chính hãng nhé. Còn hàng nhái ấy, giả thì nó không có chiếc hộp như thế này. Đấy, phụ kiện của em đó thì bao giờ cũng có một quả bưng như thế này để đi kèm. Rồi, trên 5 mẫu đồng hồ Casio mặt màu đen ở đây thì anh em xem ưng được mẫu nào thì hãy liên hệ với chúng tôi để mua em đó anh em nhé. Anh em xem video nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ giới quát chúng tôi, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Vâng, năm mới cũng xin kính chúc sức khỏe tất cả các anh em một năm an khang thịnh vượng. Và bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.